Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, số phận 6.000 m2 đất vàng khiến cho cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thân bại danh liệt rơi vào tập đoàn bất động sản Hoa Kiều bí ẩn nhất Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can liên quan đến sai phạm quyền sử dụng đất ở khu đất 246 Hai Bà Trưng, Miếng đất góp phần khiến cho cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thần bại danh liệt. Được biết, doanh nghiệp đứng tên quyền sử dụng đất khu đất vàng sai phạm là một pháp nhân thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bất động sản Hoa Kiều bí ẩn nhất Việt Nam, công khai tuyên bố phục vụ cho kế hoạch vành đai con đường của Tập đoàn Tập Cận Bình. Đáng chú ý từ mảnh đất có giá trị 2.000 tỷ Việt Nam đồng với vị trí đắc địa 4 mặt tiền Diện tích 6.000m2 lại bị doanh nghiệp yếu tố Trung Quốc thâu tóm với giá trị 55 tỷ Việt Nam đồng. Nói về lịch sử khu đất 246 Hai Bà Trưng trước đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco mà không tổ chức đấu thầu hồi năm 2018. Khi đó khu đất dự kiến xây dựng dự án tổ hợp căn hộ thương mại văn phòng có tên là Sài Gòn Meiling Tower với tổng mức đầu tư là 2.423 tỷ Việt Nam đồng để thực hiện dự án này Savico lập ra công ty cổ phần đầu tư Savico Pier với vốn điều lệ là 566,7 tỷ Việt Nam đồng với bốn cổ đông sáng lập ban đầu gồm có công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hà An sở hữu 25,5%, công ty cổ phần đầu tư Mê Linh sở hữu 25,5%, Sabeco sở hữu 26% và công ty cổ phần Atlant sở hữu 23%. Vào tháng 6 năm 2016, Sabeco đã thoái vốn theo hình thức đấu giá toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ 26% vốn điều lệ cho các cổ đông sáng lập khác. Đơn vị trúng thầu giá đã mua toàn bộ cổ phần là công ty cổ phần Adlen, thành viên sáng lập. Tiếp đó, tháng 10 năm 2016, công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pier bất ngờ đổi thành công ty cổ phần đầu tư quảng trường Mê Linh. Đồng thời, ông Nguyễn Như Phò lên làm chủ tịch hội đồng quản trị thay cho ông Bùi Cao Nhật Quân. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, tháng 11 năm 2016, ông Nguyễn Như Phò lại bị thay bởi ông Ngô Văn An. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh thì ông Ngô Văn An sinh năm 1977, người dân tộc Hoa, có quá trình thâu tóm đất vàng công sản của Vạn Thịnh Phát với giá rẻ mạt đến đây xem như hoàn tất. Bởi lẽ đồng thời với việc thay thế chủ tịch hội đồng quản trị là việc các cổ đông sáng lập ra công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn thì là công ty cổ phần Atlant, công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và công ty cổ phần đầu tư Mê Linh thoái sạch vốn tại đây. Theo thông tin ông Ngô Văn An sinh năm 1977 là nhân vật khá bí ẩn trên thị trường địa ốc, không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Quảng Trường Mê Linh mà ông An còn liên quan đến là người đại diện pháp luật hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều công ty nghìn tỷ khác liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát như công ty cổ phần đầu tư Mê Linh Square, công ty cổ phần đầu tư Check Win công ty cổ phần đầu tư Golden Hill, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản và bất động sản Alpha King, công ty cổ phần quản lý phát triển dự án Đông Sài Gòn. Có một điểm đáng lưu ý là theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2015 của Sabeco, trong số 147 tỷ đồng vốn góp của Sabeco vào Sabeco Beer. Trước đó chỉ có 92 tỷ đồng là tiền mặt, phần góp vốn còn lại là quyền sử dụng hơn 6.000 m2 đất ở 246 Hai Bà Trưng. Như vậy có thể hiểu phần vốn góp còn lại 55 tỷ đồng chính là quyền sử dụng 6.000 m2 đất vàng 246 Hai Bà Trưng. Một con số rẻ mạt so với giá trị thực thời điểm đó là 2.000 tỷ Việt Nam đồng. Tại sao đất công thổ của nhà nước lại được định giá thấp hơn vài chục lần so với giá trị gốc để rồi rơi vào tay một tập đoàn Hoa Kiều chuyên thu tóm bất động sản ngon ơ như thế? Có sự móc nối nào giữa cựu lãnh đạo sai phạm và doanh nghiệp này hay không trong bối cảnh Việt Nam nổi tiếng với đặc sản phòng bì lót tay lên đến 50% để ký duyệt dự án? Nói về vạn thịnh phát đây không chỉ là tập đoàn bất động sản bí ẩn nhất việt nam với hàng loạt pháp nhân công ty con quy mô vài nghìn tỷ đến vài chục nghìn tỷ nguồn tiền thì không rõ ràng có khả năng huy động vốn mỗi lần lên đến hàng trăm nghìn tỷ để vung tay thâu tóm đất vàng ở sài gòn và các khu vực lân cận rồi bỏ hoang cho cọ mọc ùm um tùm đắp chiếu để đó hay chỉ hoạt động một hai tầng thấp với mục đích trung tâm thương mại còn hàng chục căn hộ cao tầng cao không đưa vào sử dụng từ năm này sang năm khác không rõ mục đích gì mà vạn thịnh phát chỉ vung tiền thâu tóm các dự án mà không triển khai xây dựng không giao bán không quảng cáo không đầu tư thế nhưng bà lan dường như vẫn có một nguồn tiền không đáy sẵn sàng bơm cho bà để nuốt hết miếng đất này đến miếng đất khác chưa kể còn tiền đút lót đi đêm không thể đếm xuể Nhờ cuộc hôn nhân với doanh nhân bất động sản Hồng Kông, em họ cựu tướng công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, Eric Chunapki, đời Ba Lan, bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Mặc dù khá kín tiếng trước truyền thông, tuy nhiên giới đại gia thừa biết Bà Lan là người sở hữu nhiều đất vàng nhất ở Sài Gòn, chiếm khoảng 50% diện tích với những vị trí đất đỏ nhất, thậm chí đất công sản vẫn đang tiếp tục rơi vào tay gia đình họ trương với nhiều pháp nhân khác nhau mà chắc chắn khó có thể tra ra được hết được dây mờ dễ má của chúng. Một số pháp nhân lớn hiện đang được bà trương mỹ lan nắm giữ gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư vạn thịnh phát vtp investment group có vốn điều lệ 12.800 tỷ việt nam đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Palenciaura vốn điều lệ 18.000 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam VIPD Group vốn điều lệ 12.000 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam VIPD vốn điều lệ 11.000 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần Đầu tư An Đông vốn điều lệ 9.000 tỷ Việt Nam đồng. Vụ khởi tố liên quan đến sai phạm đất công sản tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu đất vàng 6.000 m2 ở địa chỉ 246 Hai Bà Trưng, ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Vạn Thịnh Phát của bà chủ Hoa Kiều Trương Mỹ Lan. Còn nhớ, năm 2014, tội phạm Dương Chí Dũng từng khai đã nhận của bà Trương Mỹ Lan 20 tỷ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn. Không rõ lời khai đó có đúng sai như thế nào, chỉ biết sau vụ đó thì cả gia đình họ Trương đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan hạ đặt trái phép ở Việt Nam. Tuy nhiên sau 75 ngày hạ đặt trái phép bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc phải chấm dứt hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của mình và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Khi đó bà Trương Mỹ Lan lại quyết định rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam vào tháng 6 năm 2015. Trương Mỹ Lan trong một chuyến sang Trung Quốc đã khẳng định sự trung thành và tự hào khi được là một phần trong chiến lược vành đai con đường của Bắc Kinh nhằm thao túng kinh tế chính trị, dùng tiền để đưa các nước nghèo vào bẫy nợ rồi chiếm đoạt chủ quyền đất nước. Mục đích vành đai con đường của Trung Quốc là gì chắc hẳn ai cũng biết. Vậy thì vợ chồng gốc tàu Trương Chu này khác nào? Các con cờ chính trị của Trung Nam Hải và tay sai của Tập Cận Bình khuynh đảo đất nước Việt Nam. Từ một nguồn tin khả tín tiết lộ sở dĩ vạn thịnh phát không bị sờ gáy vì được Bắc Kinh bảo hộ, dùng chính an ninh kinh tế và Biển Đông để ra sức bảo hộ cho tập đoàn tay sai này bành trướng tại Việt Nam. Chưa rõ thực hư thông tin ra sao nhưng để giải thích được chiến lược kinh doanh và thâu tóm bất động sản gian trại của Vạn Thịnh Phát, có lẽ không thể sử dụng những kiến thức chuyên môn thuần về kinh tế, bởi lẽ chẳng ai kinh doanh mà chôn vốn không cần tiền như gia tộc họ trường Mỹ Lan. Vậy thì những sai phạm tày trời của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ Sậu khi bắn rẻ 6.000m2 đất công sản tài thành ở Sai Thanh với giá trị 55 tỷ Việt Nam đồng phải chăng chúng ta cần thu hồi lập tức và đưa tập đoàn này ra ánh sáng ít nhất là những vụ lót tay phong bì cấu kết với quan chức tham nhũng để thâu tóm tài sản của đất nước. Vạn Thịnh Phát vừa thâu tóm 6.000 m2 đất vàng Hai Bà Trưng với giá chỉ còn 55 tỷ Việt Nam đồng. VN Finals, khu đất vàng 4246 Hai Bà Trưng quận Nhất, thành phố Sài Gòn có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền, tổng diện tích khoảng 6.000 m2 được cho là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm với giá chỉ 55 tỷ Việt Nam đồng, trong khi Giá thực của khu đất này là trên hơn 2.000 tỷ Việt Nam đồng. Nói về lịch sử khu đất 246 Hai Bà Trưng trước đây, khu đất này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco mà không tổ chức đấu thầu hồi năm 2008. Khi đó, khu đất dự kiến được xây dựng dự án tổ hợp căn hộ thương mại văn phòng có tên Sài Gòn Mê Tower với tổng mức đầu tư là hơn 2.400 Để thực hiện dự án này, Sabico lập ra các công ty khác nhau để xây dựng và sử dụng mảnh đất nêu trên. Tiếp đó vào tháng 10 năm 2016, công ty cổ phần đầu tư Sape Beer bất ngờ đổi thành công ty cổ phần đầu tư Quảng Trường Mê Linh và sau đó thì tìm mọi cách để kiếm chiếm dụng trong đó có một ông tên là Ngô Văn An sinh năm 1977 ông này là người tàu một điều trùng lặp khác với nhiều công ty do Ngô Văn An đại diện đều có trụ sở ở số 8 Nguyễn Huệ phường Bến Nghé quận nhất thành phố Hồ Chí Minh có một điều đáng lưu ý là theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2015 Sabeco trong 147 tỷ đồng vốn góp của Sabeco vào Beer, trước đó chỉ có 92 tỷ đồng là tiền mặt, số còn lại là bất động sản liên quan tới 246 mảnh đất 246 Hai Bờ Trưng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều vi phụ ăn đất vàng đắc địa ở Sài Gòn, Vạn Thịnh Phát hạ nhiệt dư luận bằng hội bằng dư luận xã hội bằng việc tài trợ 2.000 máy thở điều trị về Vũ Hán. Thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp với trường đại học Văn Lang tài trợ chi phí trang bị 2.000 máy thở tặng chính phủ Việt Nam nhằm tiếp thêm nguồn lực trong công tác phòng chữa bệnh virus Vũ Hán. 2.000 máy thở này tương đương với 50% số máy thở hiện đang có tại Việt Nam và sẽ được phân bổ đều cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sau mục đích này của Vạn Thịnh Phát sẽ là gì thì chúng ta cũng đã biết nhiều công thổ đã rơi vào tay của Vạn Thịnh Phát từ trước đến nay vì vậy 2.000 máy thở này chẳng qua chỉ là vớt mặt và sở trứng cá mà thôi và sau đó thì Vạn Thịnh Phát sẽ lấy lại số tiền bỏ ra 2.000 máy thở này chỉ trong vài cái gật đầu thông tin từ nhà tài trợ hợp đồng mua máy thở đã được ký kết và các nhà tài trợ đã thanh toán 100% giá trị của 2.000 bộ máy thở mới 100% cho nhà sản xuất. Toàn bộ số máy thở thuộc phòng thuộc dòng máy thở được chế tạo đa năng mang thương hiệu Homing Plus do công ty cổ phần Mechen, Mechen Co. Limited sản xuất. Mechen là doanh nghiệp chuyên sản xuất các dòng máy thở, máy trợ thở, máy hô hấp nhân tạo hàng đầu của Nhật Bản Tại Việt Nam, công ty có nhà máy sản xuất đặt tại Bình Dương. Ông Kazu Fuku Nikita hay giáo sư Trần Ngọc Phúc, nhà sáng tạo kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Mê Trần chia sẻ là người Việt Nam mong muốn thể hiện tình cảm với quê hương đất nước nên cam kết ưu tiên hàng đầu để cung cấp nhanh nhất toàn bộ 2.000 máy thợ đã đặt hàng. Do đó, nếu được chấp thuận và tạo điều kiện trong vận chuyển, cấp phép và thủ tục liên quan đến nhập khẩu toàn bộ số máy thở thì công ty Mechen có thể chuyển giao 2.000 bộ máy thở trong vòng 2 tháng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay. Mới đây trao đổi với phóng viên thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tokyo, giáo sư Trần Ngọc Phúc cho biết Mechen dự kiến hợp tác với một đối tác Việt Nam để thực hiện dự án, trong đó có dự án xuất máy thở. Chúng tôi dự kiến sẽ sản xuất 15.000 máy thở cho thị trường Việt Nam, trong đó đợt đầu sẽ chuyển giao 2.000 máy thở phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch và đất Vũ Hán, sáng lập viên Mê Trần cho hay. Nói về khó khăn hiện tại, ông Trần Ngọc Phúc cho rằng Mê Linh cho rằng linh kiện và nguồn nhân lực lắp ráp máy thở là hai trở ngại lớn nhất. Về vấn đề linh kiện, ông cũng chia sẻ thêm là có thể huấn luyện và huy động nguồn lực từ sự hỗ trợ của em trai ông, người đang điều hành công ty sản xuất linh kiện ô tô với 2.500 nhân viên ở Bình Dương và trà Vinh. Trong trường hợp nguồn cung cấp linh kiện được giải quyết, Mechen có thể sản xuất 5.000 đến 10.000 máy thở mỗi tháng. Trong tháng đầu, chúng tôi dự kiến sản xuất 1.000 đến 2.000 chiếc. Sau đó chúng tôi sẽ tự động hóa một số công đoạn nhằm tăng sản lượng để đạt mục tiêu sản xuất 5.000 đến 10.000 máy thở mỗi tháng. Ông Trần Ngọc Phúc thông tin. Trước đó dư luận từng xôn xao trước thông tin giáo sư Trần Văn Thọ cùng người bạn cùng sinh sống tại Nhật Bản là giáo sư Trần Ngọc Phúc tặng số lượng lớn máy thở cho Việt Nam. Tuy nhiên báo chí trong nước sau đó đã đính chính thông tin. Nói về điều này, giáo sư Trần Ngọc Phúc cho biết có thông tin nhầm là tôi tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam. Tôi không đủ sức để làm chuyện đó, nhưng tôi sẵn sàng tặng cả gia tài chất xám, chuyển giao tất cả công nghệ về Việt Nam. Đó là cái tôi mong muốn. Còn 2.000 máy thở đó chính thức là của Vạn Thịnh Phát. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi